Quay lại đây đi. Đấy, thủy phi cơ đấy. Thủy phi cơ này các bạn này. Hay không? X320. Đây, hôm nay kênh Đích CTTV của chúng tôi ra bờ sông, coi như là cho em thủy phi cơ này, X320 thủy phi cơ, X320 phô diễn coi như là tác dụng khi mà đi dưới nước các bạn nha. Thủy phi cơ này, đấy, điều khiển đây. Chạy vào bờ đây nào. Đấy, thủy phi cơ đấy. Thủy phi cơ này các bạn này. Hay không? X320. Đấy, các bạn thấy không? Tôi phải lội xuống nước để ướt hết rồi thì mới quay được cái cảnh máy bay thủy phi cơ đây các bạn này. Ướt hết người rồi. Từ từ nhá. Quay à, từ từ. Điều khiển đấy. Quay lại đây đi. Quay đằng kia, quay đằng đấy mắc cạn. Đấy các bạn thấy không? Thủy phi cơ này. Hay chưa? Thủy phi cơ đấy. Bay nhá, bây giờ cho bay lên. Thôi, xong rồi, hạ cánh không an toàn rồi, chết rồi, tọa độ rồi. Đây, chiếc thủy phi cơ đang bị mắc cạn các bạn, đấy. Để đấy chứ, cho chạy ra đây đi, đấy, trước mắt các bạn đấy là cái lô cốt từ thời thực dân Pháp kìa, đang chở trước mặt chúng ta đây, đó. Từ thời thực dân Pháp còn đang đô hộ ở Việt Nam. Đấy. Di tích lịch sử đấy. Đây là cảnh thành phố Hòa Bình.
Đấy, trước mặt kia là thủy điện Hòa Bình nhỉ. Đấy, lớn nhất nhì của Đông Nam Á. Bây giờ là ngày xưa là đứng nhất Đông Nam Á đấy, nhưng sau khi Sơn La xây dựng thủy điện thì nó đứng thứ hai thôi. Và bây giờ người ta lại đang xây dựng thêm 4 tổ máy nữa thì nó sẽ lại đứng đầu. Đấy, đây là cảnh thuyền chài trong nước của những người làm thuyền chài bắt tôm cá. Đặt xuống đây, đặt xuống cho nó phi chạy ra đây đi. Đặt xuống cho nó phi ra đây đi. À thế à, pin à, pin yếu rồi à. Thế về thay pin đi xem nào. Chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm chuyến bay của X320 dưới nước các bạn nha. Hiện tại đang bay trên không và chuẩn bị đáp xuống mặt nước. Hãy theo dõi xem X320 sẽ xử lý như nào khi rơi xuống nước. Anh em hãy chú ý vào. Chuẩn bị đáp đây. Đáp. Ùm. Ồ, anh đã hạ cánh an toàn và đang chuẩn bị xuất phát rồi. Đấy, đang phô diễn sự mạnh dưới nước. Ồ, quả là một siêu máy bay. Ồ, sao kia? Trời ơi, dừng lại rồi. Trời ơi, có vấn đề trục trặc xảy ra rồi. Các bạn nhìn này, thế này, rút pin ra ngay, cất nó vào, ui rồi, cái nước luôn, bay nó bay, nó phi xuống cái nước nó vào cái lỗ này, hai cái lỗ này. Nếu mà đặt đi thì từ được, tôi để nó một phi trúc xuống này, nước nó trượt vào, nước nó rơi vào, nó ngấm vào đây, đi vào hai cái lỗ này là nó sẽ không điều khiển được các bạn nhé. Đấy nha, nên này, khi mà cho nó đi dưới nước là phải bịt hai lỗ này, đấy, sao cho nước nó khởi vào nó không điều khiển được đâu. Rồi, bây giờ video làm nó dài rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em video tới. Các bạn thấy hay thì ấn nút like để ủng hộ kênh chúng tôi nhé. Rồi, bye bye. Về nhà là chúng ta phải máy ra và sấy cái bộ phận này, vi xử lý này. Đấy thì nó mới bền máy được các bạn nhé. Đấy, vừa mới thủy phi cơ vừa chinh chiến ở dưới nước. Đấy, chúng ta phải sấy. Sấy đi. Đấy, xong là ok đây đi đâu. Xong là đây là ok. Qua khoảng giờ phút phút thôi.
nhưng mà đừng có các bạn nhìn với đừng có sấy sấy kỹ quá nhá, sấy lâu quá là nó teo mất cái xốp của nó đó. Đây là cái nhựa FPP teo xốp của nó nha, nó biến dạng máy bay đấy các bạn nên nhớ như vậy. Sấy qua này thôi ok này, được này, chừng là khoảng tầm 30 giây hoặc 1 phút thôi.